Anh nhìn đi, có nhận ra nó hay không? Chắc là anh không ngờ mình đã làm rơi nó khi sát hại chị nụ ở ngôi nhà quan chứ gì. Cậu ba, cậu ba, cậu ba, cậu làm gì vậy? Cậu ba, cậu ba, tôi xin cậu đó, cậu đừng làm vậy mà. Cậu ba, cậu làm gì vậy? Cậu ba, cậu buông tôi ra đi mà, buông tôi ra đi mà. Nè, cô tưởng tôi thích cô hả? Tôi chỉ muốn thử xem cô có cái gì hay ho mà anh hai tôi lại muốn chiếm đoạt cô. Còn thằng Tư, vì cô mà bỏ ngoài tai lời khuyên răn của gia đình. Hả? Cô có tài giỏi gì? Cho tôi coi thử coi. Sao? Ngoài tai biết dỗ ngọt đàn ông, cô còn biết mừng gì nữa không? Cậu ba, xin cậu đừng có hiểu lầm như vậy. Con không có dụ dỗ ai hết. Con xin cậu đó cậu ba, con xin cậu đó. Chứ không phải cô muốn ăn sung mặc sướng, muốn thay danh đổi phận để lên làm mợ hay sao? Tôi ghét nhất là hạng đàn bà lẳng lơ, chắc nết, đem thân xác của mình để đánh đổi lấy tiền bạc, danh vọng. Liệu hồn cô đó. Chỉ cần tìm thêm nhân chứng thì anh đừng hòng thoát tội. Việc này nó rơi ở nhà quan sao? Anh sợ rồi sao? Anh đang hối tiếc vì đã làm rơi nó sao? Có lẽ nhờ trời xui đất khiến cho nên là tôi mới nhặt được vật này để làm bằng chứng kết tội anh. Anh hãy chờ đi. Anh hai à, đừng có cãi nhau nữa. Anh ba, hay là mình vào phòng học đi. Em biết cây này là cây gì không? Đừng dại đụng tới, là ngứa lắm đó. Ủa, cây này là cây gì mà ngứa gì em ba? Đây là cây mắt mèo. Ấy Nhi à, tôi khẳng định với cô một điều, cái vật mà cô đang cầm nó không phải là của tôi. Tôi chắc chắn biết được chủ của nó là ai, nhưng tôi cần phải xác minh thêm. Ấy Nhi, tôi nhờ cô một việc, cô hãy nhắn với Phúc Điền vào đây gặp tôi gấp. Còn một việc nữa, đứa con trong bụng tôi, anh cũng đừng quá sốt sắng, lo lắng làm gì. Cứ xem như là nó chưa hề có. Ấy Nhi, cô nói vậy là sao hả? Anh thực sự mong là có đứa con này sao? Hay là anh mong vào phần gia sản khi có đứa con này? Nó chỉ là vật để anh có thể chiếm lấy của cải và uy quyền trong nhà họ Trương mà thôi. Tôi nhất định là không để cho anh toại nguyện đâu. Tôi đã bỏ nó rồi. Cô vừa nói cái gì? Có phải cô đang giận nên cô nói lẫy đúng không? Anh không nghe rõ sao? Tôi không thể nào để nó sinh ra đời với một người cha đầy tội ác chất chồng như anh. Thà là nó chết đi còn hơn sống để nó nhận lãnh cái nghiệp mà cha nó đã tạo ra. Ta muốn gặp quan huyện. Nè, cho ta gặp quan huyện. Ta có chuyện cần bàn với ông ấy. Cho ta gặp quan huyện nhanh lên. Quan huyện! Tôi đã suy nghĩ kỹ và muốn cùng ngài thương lượng. Những gì ngài đưa ra tôi cũng có thể chấp thuận, nhưng tôi cần phải về nhà
thưa chuyện cùng với mọi người. Bởi vì gia sản này là của cha tôi để lại, nên nếu có gì thay đổi thì phải được cả nhà đồng thuận. Chứ chỉ mình tôi không thể nào giải quyết được chuyện gì. Như vậy là ngươi đã có ý định hợp tác với ta sao? Ngươi không sợ ta thôn tính gia sản và cơ ngơi của ngươi sao? Tôi nghĩ nếu có ngài hậu thuẫn và cùng khai thác thì cơ ngơi này sẽ vững chắc hơn. Có điều tôi cần phải về nhà để... Không cần điều đó nữa. Tuy tôi là người trực tiếp cai quản cơ ngơi, nhưng những gì liên quan đến gia sản tôi cần phải hỏi ý kiến của mọi người. Ta nói không cần là vì không cần ngươi đồng ý, ta vẫn có thể hợp tác với nhà họ Trương như ý muốn của ta. Ngươi bây giờ là kẻ thừa thãi và không còn giá trị nữa. Ta cũng không cần giữ ngươi ở lại đây nữa để dụ dỗ làm gì. Nay mai ngươi sẽ bị lưu đày ở nơi xa theo đúng tội trạng của nhà ngươi. Mợ ba ơi, mợ ba. Vào đi. Dạ, thưa mợ ba, hôm nay mợ già thăm cậu sao rồi mợ? Cậu có khỏe không mợ? Nhài à, cô ngồi xuống đây đi. Dạ. Tôi muốn hỏi cô chuyện này. Theo cô thì cậu ba là người như thế nào? Cậu ba tuy nghiêm khắc và lạnh lùng, nhưng mà cậu là người biết chăm lo cho gia đình đó mà, và là một người chồng mẫu mực. Nếu còn có chồng á hả, thì con sẽ lấy người y hệt cậu ba luôn. Dạ, con xin lỗi mợ ba, con không có ý đó. Không sao đâu. Còn về cậu Tư? Dạ, cậu Tư á thì lại nhút nhát và ít nói hơn. Nhưng mà cậu Tư rất thương người nha, nhất là những người làm như con. Như hồi đó, nếu mà không có cậu Tư binh vực thì con nụ nó đã bị thất điên bát đảo rồi đó mợ. Nhưng mà cuối cùng chị ấy cũng chịu nhiều tủi nhục đau khổ. Thì tại cái số nó như vậy, biết sao được mợ. Mà bây giờ không biết con nụ sống chết ra sao nữa. Lúc trước á, cậu Tư là người lo cho con nụ lắm á mợ. Hình như nó có tình cảm với cậu Tư hay sao á. Mỗi lần nhắc tới cậu Tư á là nó e thẹn, hai má nó đỏ bừng luôn á mợ. Cô thấy vậy sao? Sao nào giờ tôi không nghe cô nói? Trời ơi, nói ra là con nụ chết chắc luôn á. Thân phận người làm mà đèo bồng này nọ là dễ bị đuổi lắm á mợ. Tôi có chuyện này muốn hỏi cô nữa. Dạ. Cô có thấy vật này bao giờ chưa? Vật này con nhìn thấy quen quen. Cô từng thấy ai đeo vật này rồi hả? Đúng rồi, là của con nụ. Nó có kỹ lắm, nhưng mà có lần nó mang ra chùi và làm rớt, nên con thấy, con hỏi thì mặt nó tái xanh à. Nó kêu con đừng nói cho ai biết. Chị nụ có nói của ai cho không? Nó không có chịu nói, nhưng mà nụ có vẻ rất là quý cái vật này, coi như là vật bất ly thân, không bao giờ lìa xa á mợ. Dạ thôi, con xin phép ra ngoài làm việc nha mợ. Dạ. Như vậy là hắn đã tặng vật này cho chị nụ, và trong lúc giằng co đã làm rớt xuống tại nhà quan.
chỉ vì có tình cảm với hắn mà chị đã sống chết để bảo vệ hắn hay sao vậy chị hai? Má muốn hỏi con một chuyện. Lúc này con đang bực mình lắm, để khi khác được không hả má? Tại sao con lại muốn má ba giao phần của má ba và anh ba cho con? Má ba qua nói với má sao? Con chưa trả lời má. Chuyện này phức tạp lắm mà, con sẽ giải thích cho má hiểu sao? Với má mà con cũng không muốn giải thích sao hả Phúc Điền? Hiện nay anh ba con đang gặp nạn, con tạm đứng tên để qua cái lúc ngặt nghèo này. Khi nào anh ba con quay về thì con giao lại cho anh ba con. Con không có đủ khả năng để quản cái cơ ngơi này đâu. Không khéo con sẽ gây họa cho bản thân con đó. Má con nghĩ con là kẻ bất tài vô dụng, chẳng trách gì người khác không nghĩ như vậy. Phúc Điền à, con là do má sanh ra. Con như thế nào chẳng lẽ má không biết hay sao? Cha con cũng nhận ra điều đó, cho nên mới sắp xếp cho từng đứa. Thằng ba thì giỏi việc kinh doanh, còn con á thì giỏi về cái chữ. Con không muốn nghe điều đó nữa. Anh ba cũng chẳng tài cán gì đâu, chẳng qua anh chỉ giỏi phô trương, cho nên cha thấy cha mới ngộ nhận vậy thôi. Nếu mà cha giao cho con ngay từ đầu thì cái gia sản này đã tăng lên gấp bội lần rồi, má có biết không? Sao bữa nay con ăn nói lạ quá vậy? Sao con lại nói anh ba con như vậy? Không lẽ má muốn con trai của má tối ngày cứ cúi mặt dân dân dạ dạ theo ý của người khác hay sao? Trăm trấp làm theo sự sắp đặt của người khác, kể cả tương lai và nhân duyên của nó. Tại sao lại như vậy chứ hả má? Con đâu phải là con rối trong tay của họ. Con muốn sống cuộc đời của con và bên người con thương. Họ là ai mà họ có quyền đó chứ? Phúc Điền à, con đã thay đổi thiệt rồi. Má không thể nào hiểu nổi con trai của má nữa. Con vẫn là con trai của má, con sẽ làm cho má thấy tự hào về con. Má không cần điều đó. Má chỉ muốn cuộc sống bình an, không muốn tranh giành hay chiếm đoạt của ai hết. Nhưng mà mình muốn vậy, người ta có để cho mình yên không hả má? Nếu mình không phản kháng thì người ta sẽ lấn lướt chà đạp và chiếm đoạt tất cả những gì của mình. Con sẽ không để cho họ làm điều đó đâu. Phúc Điền, hôm nay con làm cho má thấy lo quá. Có phải con đang tính toán điều gì đúng không? Không có gì đâu má, con chỉ nói những gì con đang suy nghĩ thôi. Má xin con, trước khi con định làm gì, con hãy nghĩ tới má. Như vậy coi như là con trả hiếu cho má đó con à. Má yên tâm đi, con không làm gì sai đâu. Phúc Điền, cái mặt dây chuyền nanh heo má cho con hồi đó đâu? Sao hôm nay má lại hỏi vật đó? Từ nhỏ con đã nói với má là con làm mất rồi mà. Do hôm nay còn ai nhì nó hỏi má, mà nó có vẻ nghiêm trọng lắm. Sao chị ba lại có vật đó? Chắc là chỉ là giống nhau thôi má à. Mặt dây chuyền đó là tự tay má thỉnh về cho con mà, làm sao mà má không phân biệt được? Má có linh cảm là chị ba con đang dò tìm ra một sự thật gì đó, mà sự thật đó có liên quan tới nó. Rồi má trả lời với chị sao? Má linh cảm có gì đó không tốt, mà không biết ma xui quỷ khiến gì đó má lại nói trớ là má đã cho thằng ba. Nhưng mà Phúc Điền à, có đúng là con đã làm mất nó không vậy con? Thiệt mà má,
Má nghi ngờ gì con sao? Má không biết, má không biết gì hết. Nhưng mà trong lòng má bây giờ rối ren lắm. Tư, con à. Vật này là của Phúc Điền sao? Nói vậy đứa con trong bụng của chị Nụ là của hắn. Hắn đã lo sợ bị lộ bí mật, cho nên khi hai chị em gặp lại nhau nên hắn mới bắt chị Nụ đi và sát hại. Nhưng mà mình chưa nói gì hết mà. Cớ sao má Tư lại che giấu sợi dây chuyền này của hắn chứ? Có phải má Tư cũng cảm thấy hắn làm điều gì đó mờ ám, nên má Tư đã bao che cho con trai của mình? Vậy thì còn những chuyện xảy ra trong nhà này, có phải là hắn làm hay không? Chuyện này sự tình ra sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại rối tung lên như vậy? Ai Nhi? Có chuyện gì không? Tại sao chú lại vào phòng tôi lúc này? Là thân phận chị dâu em chồng, chú nên ra ngoài, kẻo không thiên hạ thấy thì thị phi không tốt. Chị yên tâm, giờ trong nhà này tôi làm chủ, không ai dám nói gì đâu. Nhưng mà anh ba chú biết được thì mọi chuyện sẽ ra sao? Anh ba làm sao quay về được mà chị sợ? Chú mới nói gì? À, ý tôi nói là anh ba không thể nào quay về trong lúc này, cho nên chị đừng có bận tâm. Nhưng tôi là vợ của anh chú, nếu như có ai nói lại, tôi biết làm sao ăn nói với ảnh. Khi mà giữa đêm chị dâu và em chồng là ở chung phòng, chú làm vậy tôi cảm thấy có lỗi với anh của chú. Chị sợ anh ba thiệt sao? Chị gạt ai chứ đừng hòng gạt được tôi. Chị làm gì có tình cảm với anh ấy mà chị sợ có lỗi chứ? Chú ăn nói gì lạ vậy? Tôi và anh của chú là vợ chồng, có cưới hỏi đàng hoàng. Dù tôi không thương thì cũng còn có nghĩa, và còn danh phận vợ chồng kia mà. Chị đừng có nói cái kiểu đó nữa, tôi ghét lắm. Nhưng đó là sự thật. Sự thật này sao mà chua chát, nó như là một nỗi đau âm ỉ trong lòng tôi suốt khoảng thời gian qua. Chị có biết không, vì nhu nhược cho nên tôi đã để mất người thương vào tay của kẻ khác. Chú có sai không vậy mà tự nhiên ăn nói hoàng xiên? Chuyện cũ đã chôn trong quá khứ, chú nhắc lại là có ý gì? Chị biết mà. Ai Nhi, thực sự nàng biết rõ lòng ta với nàng như thế nào mà. Chú nên xem lại cách xưng hô, đừng có tùy tiện như vậy. Bây giờ
không ai có thể ngăn cản Phúc Điền này nói thật lòng của mình. Ta không ngại nói rằng ta thật lòng thương nàng và muốn cùng nàng nên duyên chồng vợ. Chẳng phải là nàng cũng giống như ta hay sao? Đừng nói là trong lòng của nàng không có ta. Chuyện đó đã là quá khứ. Bây giờ tôi là vợ của anh chú, là chị dâu của chú đó. Nàng đừng nói như vậy nữa. Sao nàng cứ phải lặp đi lặp lại cái điều khiến ta phải đau lòng như vậy? Ta quán cái ngày đó, cái ngày mà nàng bước chân về làm dâu của nhà này, cái ngày nàng bước vào phòng của anh ba để làm vợ của ảnh, cái ngày mà ta phải gọi nàng là chị dâu. Chú Tư, cho dù chú ghét hay không, đó vẫn là sự thật, chú phải chấp nhận thôi. Mà ngày đó chính chú đã buông tay và nhắm mắt làm ngơ để tôi thuộc về anh của chú kia mà. Bây giờ chú còn oán còn hờn chi nữa? Thì bây giờ ta sẽ lấy lại những gì thuộc về mình. Đã quá trễ rồi. Không có gì là quá trễ hết. Nàng từ đây về sau sẽ thuộc về ta, chúng ta sẽ cùng sống với nhau, cùng hưởng phú quý. Chú làm cái gì vậy? Tôi nhắc cho chú nhớ, chú như bây giờ là do ngày xưa chú quá yếu đuối, nhu nhược, không dám nói thiệt lòng mình và không dám giành lấy người mình thương từ tay kẻ khác. Làm gì chi chí mà ngay chính hạnh phúc của mình mà không thể nắm giữ được thì làm được gì chứ? Tôi khinh loại đàn ông như chú. Nàng thôi đi. Tại sao nàng nói những điều lòng tan nát lòng ta? Nàng có biết ta đã nếm mật nằm gai là vì ai không? Ta âm thầm làm bao nhiêu chuyện là vì để bảo vệ nàng, để sống cùng nàng. Ta đã mong muốn cái ngày này từ lâu rồi. Bây giờ ta đã có tất cả những gì ta muốn thì ta lại để mất nàng. Không, ta không thể để mất nàng. Nàng có hiểu không? Hắn vừa mới nói gì? Vì bảo vệ ta mà hắn âm thầm làm bao nhiêu chuyện sao? Lẽ nào má, con có pha trà tâm sen cho má uống. Con nghe nói mấy bữa nay má mất ngủ, nhìn má hốc hác, đôi mắt thâm quầng rồi kìa. Làm sao mà má ngủ được khi chồng con còn bị giam cầm trong nhà lao? Không biết là nó có ăn uống được không, nó có bị hành hạ không, rồi nó có bị tra khảo hay không? Má à, để lần sau con tự giới quan cho má vào thăm ảnh nha. Lần sau má muốn nó về nhà càng sớm càng tốt, chứ không lẽ để nó trong hòa sao con? Chuyện được thả về cũng khó đó má à. Khó cái gì? Thằng Tư nó nói là nó lo lót chạy chọt để cho thằng ba khỏi tội về sớm mà con. Thằng ba nó sẽ sớm về mà. Chú Tư nói với má khi nào? Nó mới nói gần đây nè. Nó còn kêu má ký nhượng lại phần gia sản cho nó. Cái gì? Nhượng lại phần gia sản của má cho chú Tư hả? Ừ. Nó nói là thằng ba đang là tội nhân của triều đình nên không thể đứng tên gia sản được. Như vậy sẽ dễ bị tịch biên, nên nó bắt là má phải làm giấy cho nó đứng giùm. Sao con thấy có gì đó phi lý vậy?
phần gia sản trong nhà. Có liên quan gì đến chuyện tù tội của riêng một người chứ? Rồi má có ký chưa? Má chưa ký, nhưng mà má thấy nó hối thúc hoài, nó bị phải tiến hành nhanh thì thằng ba mới mau về được. Càng ngày hắn ta càng lộ rõ âm mưu tính toán mà. Là gì? Con nói gì vậy? À, không có gì đâu má. Con chỉ mới suy đoán thôi. Con nghĩ là có âm mưu gì đó trong chuyện này. Con nói ai vậy? Thằng Tư hả con? Con không biết, nhưng mà má đừng ký gì hết. Má nhớ lời con dặn nha. Má biết rồi con. Đừng tới gần tôi. Tôi không nói đâu. Tôi không biết gì hết. Tôi không nói đâu. Tôi không nói gì đâu. Đừng có giết tôi mà. Đừng tránh xa tôi ra. Tránh xa tôi ra. Làm ơn đi. Vì sao anh ta lại ra tay với má Năm như vậy? Làm ơn đi. Má Năm đã mất đứa con. Đừng, ngay cả phần gia sản của má cũng đâu còn. Nói gì đâu. Anh ta làm như vậy thì được lợi gì chứ? Hay là có tư thù gì đó mà mình chưa biết? Nàng thôi đi. Tại sao nàng nói những điều lòng tan nát lòng ta? Nàng có biết ta đã nếm mật nằm gai là vì ai không? Ta âm thầm làm bao nhiêu chuyện là vì để bảo vệ nàng, để sống cùng nàng. Ta đã mong muốn cái ngày này từ lâu rồi. Bây giờ ta đã có tất cả những gì ta muốn, thì ta lại để mất nàng. Không, ta không thể để mất nàng. Nàng có hiểu không? Không lẽ vì sợ bà ấy tố cáo mình cho nên là hắn ta đã ra tay với má Năm? Nhưng anh ta làm vậy để được gì chứ? Tôi không nói đâu. Bảo vệ mình, hay là muốn mình tiếp tục trả thù để hắn khoanh tay hưởng lợi? Đừng hại tôi. Hắn muốn mượn tay mình giết người hả? Như vậy thì bấy lâu nay mình đã bị hắn lợi dụng mà không biết. Phúc Điền, người tri âm tri kỷ mà mình biết thực sự là người như vậy sao? Như vậy thì chỉ có cách làm cho má Năm tỉnh trí thì mới biết là hắn có phải là kẻ đứng sau mọi việc hay không. Má Năm, má Năm. Tôi không biết. Tôi không biết. Má Năm à? Tôi không biết gì đâu. Má Năm, má có nhớ ai là người đã hại má ra nông nỗi này không? Không. Đừng tới gần tôi. Đừng tới gần tôi. Má không biết gì đó. Đừng. Đừng. Má, đêm hôm đó ai đã ra tay với má? Má, đừng tới gần mà. Má Năm à? Đừng tới gần tôi. Đừng mà. Đừng mà. Tôi không biết đâu. Tôi không biết đâu. Dạ chào cậu Tư. Ông quản gia. Dạ. Dạ chào cậu Tư. Trong nhà có ai bệnh hay sao mà lại mời thầy đến nhà? Dạ, đến khám cho bà Năm đó cậu. Má Năm bị làm sao? Dạ, tôi nghe mợ ba nói muốn tìm ra thủ phạm hại bà Năm nên mời thầy đến chữa trị cho bà Năm đó cậu.
Nghe nói ông thầy này giỏi lắm, có thể cứu một người điên loạn tỉnh trí bằng cách thôi miên để nhớ lại chuyện ngày xưa đó cậu. Vậy à? Thôi được rồi, ông đi lo việc của ông đi. Dạ. Yeah. Thấy gì? Có phải bà đã thấy những việc trước đây? Bà hãy nói cho tôi nghe đi. Nói cho tôi nghe đi, bà thấy gì? Má Năm à, má Năm có sao không vậy thầy? Không có sao đâu, cô cứ yên tâm. Bà xúc động quá nên mới vậy thôi. Ngày đầu như vậy là bình thường. Có thể bà đã thấy lại ký ức, nhưng vì nó hỗn loạn và dồn dập quá nên thần trí của bà không được tốt. Việc này cần phải có thời gian và kiên nhẫn. Từ từ bà Năm sẽ nhớ ra hết tất cả những việc mà bà đã trải qua. Bà Năm chắc cũng mệt rồi, thôi hãy cho bà nghỉ ngơi đi. Dạ, đa tạ thầy. Dạ, bạc của thầy đây, đa tạ thầy. Dạ cảm ơn, và hôm nữa tôi sẽ trở lại. Dạ. Má Năm, má nằm nghỉ đi, không sao đâu. Má hãy nằm nghỉ ngơi cho khỏe, sau này má sẽ nhớ lại tất cả mọi việc. Lúc đó con sẽ biết được tên khốn nạn đã gây ra cho má bệnh tình này. Chị Ba, chị đang làm cái gì vậy? Tại sao má Năm đang bệnh mà chị còn vô làm phiền? Tôi chỉ mời thầy về chữa bệnh cho má Năm, sao chú lại nói là làm phiền? Chị đừng có sợ, cái đó không phải là chữa bệnh mà là chị đang hành hạ má Năm. Nó sẽ khiến cho má Năm vật vã đau khổ thì phải nhớ là chuyện cũ. Tôi e rằng bệnh của má Năm sẽ càng nặng hơn, không thể nào hết được. Nhưng mà chí ít đó thì má Năm cũng nhớ lại chuyện trước đây và từ từ phục hồi lại trí nhớ. Không thử á thì làm sao mà có hy vọng hả chú Tư? Nhưng mà chị muốn gì chị phải hỏi ý kiến tôi, chứ không được tự tôn tự tác trong cái nhà này. Ý này của anh ba chú đó, anh chú nhờ tôi làm. Nhưng để làm gì chứ? Để biết được kẻ nào đã hành hung má Năm trong đêm hôm đó, để khiến má điên loạn. Kẻ đó chắc chắn không chỉ nhắm vào má Năm mà còn có ý hại tất cả người thân trong nhà này. Chẳng lẽ chú không muốn biết kẻ đó là ai sao chú Tư? Quán đường, tôi không tin cách đó sẽ giúp cho má Năm nhớ lại. Chú cứ chờ đó đi, rồi sẽ có một ngày má Năm sẽ nhớ lại mọi chuyện.
Lúc đó má Năm sẽ chỉ mặt kẻ ném đá sau lưng mọi việc trong cái nhà này. Má Năm, bây giờ má nhìn theo đồng tiền này rồi má nhắm mắt ngủ đi. Giờ hãy nhắm mắt ngủ hả? Sao vậy? À, má nhắm mắt ngủ đi, con cho má ăn bánh hả? Hai má Năm, nhắm mắt ngủ đi hả? Nè, ăn bánh nè rồi ngủ nha. À đúng rồi, má nhắm mắt lại ngủ đi. À đúng rồi, ai cầm cái này trước mặt má, má phải ngủ nha. À, má Năm, má ú ớ đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Bây giờ má Năm làm đúng rồi, má ngủ nha. Đúng rồi, đúng rồi đó. Nè ăn miếng bánh ra đi. Bẫy đã mở, chỉ cần anh thò tay vào thì sẽ lộ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh mà thôi. Con... Dạ. Dạ, dạ chào đại, đại quan. À. Dạ bẩm mong đại quan suy xét, cho tôi vào thăm con trai tôi một lát. À, lâu quá tôi không được gặp con, tôi lo lắng cho sức khỏe của nó lắm. Ta thì cũng cảm thông nỗi lòng của bà, nhưng mà rất tiếc là không được đâu. Dạ, tại sao lại không được thưa quan? Bẩm ngài, xin ngài cho má chồng tôi vào thăm chồng tôi một chút thôi, chỉ một mình má tôi thôi. Bà hay bất kỳ ai cũng không được vào thăm. Trương Trung Điền giờ đã nhận tội và đã trở thành tội nhân, cho nên không ai được vào thăm nom hết. Tháng sau sẽ thi hành án và lưu đài biệt xứ. Trời, trời ơi, Trung Điền ơi, con trai tôi bị lưu đài biệt xứ sao? Má, 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 má. Chị ba, chị tỉnh rồi hả? Chị thấy trong người thế nào? Thằng Tư đâu rồi? Kêu nó vô đây gặp tôi đi. Tôi phải hỏi nó coi nó lo làm sao mà để cho thằng ba chịu nhận tội và bị lưu đày biệt xứ. Phải nghĩ cho thằng ba con tôi rồi. Em cũng đang kêu quản gia đi tìm nó đây. Chị đừng có quá lo lắng, mọi việc rồi từ từ sẽ được giải quyết êm xuôi thôi. Sao mà không lo cho được? Chính tay tôi nghe quan huyện nói sắp tới sẽ đưa thằng ba đi. Nếu thằng ba bị đi lưu đày thì làm sao chịu được cảnh rực thiên nước độc. Còn tôi sẽ chết mất. Trời ơi, tại sao thằng ba lại ra như vậy chứ? Có chuyện gì mà má kiếm con vậy má? Con, thằng Tư, con ơi, con lo lót làm sao mà để chuyện đến như vậy hả con? Hả? Má bà con lên nhà môn thăm anh ba, nhưng hoàng huyện không cho gặp. Và ngài còn nói là anh ba con đã nhận tội rồi và sắp tới sẽ bị lưu đày. Con à, con đã hứa là con sẽ lo cho anh con ra, sao bây giờ con lại để anh con vậy hả con? Sao kỳ vậy? Thôi, để con lên đó hỏi lại xem sao. Đợi con hỏi thì chắc thằng ba đã bị đưa đi rồi. Sao con có thể nói một cách dửng dưng như vậy hả con? Đó là sinh mạng của anh con mà Tư ơi. Má bà, má bình tĩnh lại đi. Làm sao mà bình tĩnh được hả con? Từ nhỏ nó đã lo cho con ăn học, nó hết lòng, nó lo cho con đủ mọi thứ. Nếu mà không có anh ba của con thì làm sao con có được ngày hôm nay? Bây giờ anh con gặp chuyện,
Sao con có thể dửng dưng vậy hả con? Má ba, má đừng trách con nặng lời. Cũng tại má hết. Hôm trước con kêu má chuyển giao phần tài sản, má lại dùng dằn không chịu. Chính má là người đã hại chết anh ba chứ ai. Bây giờ anh ba đã trở thành trọng tội triều đình là do má đó. Con im đi. Sao con lại nói những lời khó nghe trong lúc này? Con không thấy má ba đau khổ như vậy hay sao chứ? Con chỉ nói sự thật thôi mà má. Con đã hiến kế mà mọi người không chịu làm theo, rồi bây giờ xảy ra việc nghiêm trọng, rồi quay lại đổ thừa con là sao? Má nói con im đi, con có nghe không? Con mau đi lên Tư Dinh quan huyện hỏi cớ sự ra làm sao. Nếu được á thì xin với ngài cho gặp anh con để hỏi rõ sự tình. Cớ sao mà cớ sao anh con lại nhận tội như vậy chứ? Thôi được rồi, con sẽ đi ngay. Má bà ở đây bình tĩnh lại đi. Được rồi, con mau đi đi. Đi đi. Chị ba, chị bình tĩnh đi. Chị nghỉ ngơi đi chị. Trương công tử, cậu đến tìm ta gấp như vậy, chắc có chuyện gì cần lắm phải không? Dạ, thư văn tự tôi đã ký xong. Mời ngài xem qua, coi có gì cần chỉnh sửa hay không, cho đúng ý của ngài. So với người anh hai hồ đồ và người anh ba cố chấp thì cậu Tư nhà họ Trương xem ra thông minh và biết thời thế hơn. Văn tự này coi như hai bên đã thống nhất. Sau khi ký kết thì mọi việc cứ thế mà làm. Ta chỉ e ngại khi nào còn tên Trương Trung Điền thì ngươi cũng khó để mà an tâm đó nha. Vậy thì trăm sự nhờ ngài ra tay sớm. Ta thật không ngờ người nhà họ Trương hợp tác với ta cuối cùng lại là cậu Tư chứ không phải là cậu ba. Có lẽ ông ba hộ không được sáng suốt lắm khi chọn Trung Điền làm người kế nghiệp. Sao ông cụ không thấy được sự tài giỏi của người con thứ ba này chứ? Nhưng cuối cùng tôi cũng lấy lại được những gì thuộc về mình. Chỉ hơi mất thời gian thôi, nhưng mọi thứ đã đâu vào đó. Ta đang hình dung nếu Trung Điền mà biết được thì xem hắn sẽ phản ứng như thế nào đây. Ta nghĩ trước khi bị lưu đày, hắn ta cần phải biết sự thật để đau khổ gấp trăm lần, gấp bội lần hơn. Phúc Điền, bộ ở nhà có chuyện gì hả em? Sao nhìn em có vẻ trầm ngâm quá vậy? Anh nên lo cho tính mạng của mình đi anh ba. Sao cứ phải lo cho người khác làm gì vậy? Sao em nói chuyện với anh kiểu đó? Anh nghe quan huyện nói có người đã thỏa thuận với hắn ta về chuyện thỏa thuận hợp tác với hắn. Em dò xem có phải là anh hai lén làm chuyện này sau lưng không? Mà nghĩ cũng lạ, sao anh hai lại làm được chuyện này khi em là người đứng tên các xưởng các chành của Trương gia? Em à, hay là anh đã làm văn tự giả để qua mặt anh em mình? Em à, anh đang bị kẹt ở trong này cho nên không thể làm gì được. Em phải cố gắng đừng để mất cơ ngơi của nhà họ Trương nha, không thể để mất vào tay của người khác. Em à, anh hai nông cạn hồ đồ nên sẽ không thấy được ý đồ của tên quan huyện đâu. Anh thôi đi,
Anh đừng nghĩ chỉ có một mình anh là thông minh tài giỏi, còn ai cũng nông cạn thiếu suy nghĩ. Anh đừng quá tự cao tự đại rồi xem thường người khác. Anh có biết vì cái tính đó mà hại anh. Phúc Điền, hôm nay em sao vậy? Anh chỉ dạy cho em biết để liệu tính mọi chuyện trong ngoài. Anh sợ em không nhận ra mọi lẽ rồi dễ bị người khác qua mặt. Có phải trong mắt anh tôi là một kẻ khờ khạo hèn yếu và dễ qua mặt lắm đúng không? Không, anh không có ý đó. Nhưng cha mất rồi, anh là anh ba, anh phải có bổn phận kèm cặp em. Anh đừng có ngụy biện. Anh và cả gia đình mình có coi tôi ra cái gì đâu. Ai cũng coi tôi là kẻ vô hình, không hiện hữu. Anh muốn gì thì tôi phải răm rắp nghe theo làm theo, không được quyền cãi. Thậm chí cả suy nghĩ và hơi thở của tôi cũng chưa bao giờ có quyền quyết định cho riêng mình. Tôi sống trong cái nhà đó đâu khác gì thân tầm gửi kia chứ. Phúc Điền, hôm nay em lạ quá. Bộ nhà đang có chuyện gì hả em? Ai đã nói chuyện gì mà khiến em giận dữ như vậy hả? Anh ba, tôi nói cho anh biết điều này. Anh hai không có đủ trí để làm chuyện này sau lưng anh đâu. Vả lại anh cũng không phải là người đứng tên sở hữu cơ ngơi của nhà họ Trương, người mà có thể bắt ta với quan huyện và toàn quyền ký các văn tự để hợp tác với quan huyện là tôi đó. Cái gì? Em chỉ nói cái gì vậy? Hả? Anh không nghe rõ sao? Là tôi đã ký các văn tự đó để cứu nhà họ Trương. Anh thừa thông minh để suy nghĩ ra ai có thể làm chuyện đó một cách danh chính ngôn thuận. Anh đừng làm bộ ngạc nhiên như vậy. Là em? Là em thiệt sao? Hả? Đúng, là tôi đó. Anh bất ngờ lắm sao? Anh quá cố chấp và tự cao tự đại, cho nên suýt nữa làm lụng bại gia sản của cha. Anh không thấy được thời thế làm ăn hiện nay là phải dựa vào thế lực của quan huyện. Bên có quyền, bên có tiền, hợp tác với nhau thì có gì đâu mà lạ. Em lấy đâu ra ý nghĩ sai lầm đó chứ? Ý đồ của quan huyện ngay cả con nít cũng phải nhìn ra. Hắn chỉ mượn cái danh nghĩa hùng hạp để che đậy giả tâm của hắn, hòng chiếm đoạt cơ ngơi mà cha đã cất công gây dựng. Em bị u mê hay sao? Tại sao lại đâm đầu vào đó? Phải, tôi u mê. Còn anh minh mẫn lắm, cho nên mới bị giam cầm và ghép tội lưu đày đó. Nếu tôi không lanh trí hợp tác với hắn thì gia sản của nhà họ Trương đã bị tịch biên và dính líu tới tội phạm triều đình như anh rồi. Anh không thấy tôi đã cứu gia đình họ Trương hay sao mà còn ở đây lên giọng trách móc? Những gì em vừa nói chỉ là ngụy biện, hòng che đậy lòng tham của em mà thôi. Em muốn gì chẳng lẽ anh không biết sao? Hả? Anh chỉ bất ngờ về sự thay đổi quá nhanh của em mà thôi. Đáng lẽ lúc gia đình đang gặp sóng gió như vậy, anh em ta phải đồng lòng để vượt qua. Em lại thừa nước đục thả câu để bắt tay với người ngoài hãm hại gia đình mình. Em à, anh đau lắm. Tình thâm cốt nhục lại chịu thua mãnh lực của đồng tiền và lòng tham của con người. Anh đừng có lôi cái tình thâm cốt nhục ra để nói chuyện với tôi. Anh có xem tôi là tình thâm đâu. Anh đã lấy tất cả, chiếm đoạt tất cả, kể cả người tôi yêu anh cũng chiếm hữu lấy. Tôi chỉ biết cắn môi mình cho bật báo mà không dám cãi nữa lời. Sống như anh mà dám nói tình thân cốt nhục sao? Em muốn nói đến Ái Nhi à? Phải, Ái Nhi là cô tôi.
Anh có hình dung ra tôi đã đau khổ như thế nào khi phải tự tay dứt bỏ tình cảm của mình để cúi đầu gọi người mình thương là chị dâu không? Anh có làm được với tôi không? Tôi không quá điên là may lắm rồi. Thực sự anh không biết anh đã gây tổn thương em như vậy. Anh khiến tôi đau đớn dằn vặt bao lâu đây? Rồi bây giờ anh nói một câu nhẹ hiểu như vậy. Nhưng mà chuyện tình cảm chỉ là một phần tôi chịu đựng mà thôi. Anh không biết là tôi đã trải qua những năm tháng tuổi thơ như thế nào không? Tất cả những gì tốt đẹp đều dành cho anh hết. Tôi cũng là con trai nhà họ Trương mà. Mà còn thua kẻ ăn người ở trong nhà. Má con tôi lúc nào cũng phải thấp thỏm lo âu, dòm ngó trước sau. Chỉ cần nghe tiếng tằng hắn của hai má con anh thì má con tôi không ngủ ngon. Lúc đó chỉ biết ôm nhau mà khóc. Đêm không ngủ mà chỉ biết ôm nhau mà khóc thôi. Anh có biết điều đó không? Anh có thấy tội nghiệp cho nó không? Hả anh ba? Phúc Điền, anh không ngờ em đã trải qua một cuộc sống nặng nề như vậy. Từ trước tới giờ anh cố tình lo lắng sắp đặt cho em mọi điều, chỉ vì nghĩ đó là bổn phận của một người anh, lo cho một người em trai. Anh không hề biết làm vậy là tước đi quyền tự do của em. Còn về chuyện hôn nhân là do má anh sắp đặt. Sau này anh mới biết em và Ái Nhi có quen biết nhau. Thực sự anh không nghĩ tình cảm của hai người là sâu nặng tới vậy. Anh thật lòng, anh xin lỗi em Tư à. Anh xin lỗi em. Anh đừng đa vẻ xót thương như vậy. Tôi không muốn ai thương hại tôi, và càng không muốn bị ai chà đạp. Tôi có được ngày hôm nay là do tôi tài giỏi, chứ không phải nhờ ai bố thí. Anh cứ an tâm lên đường, vì đã có tôi là người sẽ lo cho cơ nghiệp nhà họ Trương. Phúc Điền, anh muốn biết có phải chuyện của nụ và cái bào thai của nụ là của em đúng không? Phải. Nhưng tôi không có cưỡng bức cô ấy, là do cô ấy tự nguyện dâng hiến trong cái đêm trốn chạy. Cậu Tư, có phải mình đã có căn duyên trời định không cậu? Bao nhiêu năm qua em vẫn nhớ như in. Cái ngày
cậu cho em tiền chôn cất má em. Ơn cậu lớn lắm, suốt đời này em sẽ không bao giờ quên. Mà nghĩ cũng lạ, cớ chi cậu luôn có mặt đúng lúc khi em gặp chuyện không may, đặng ra tay cứu giúp em như vậy. Nhiều lúc em nghĩ, nếu em không gặp được cậu, chắc em đã không còn sống sót được tới ngày hôm nay. Cậu là ân nhân của em, là người mà em kính trọng nhất trên đời. Giả sử nếu phải đổi mạng để cứu cậu, em cũng sẽ không từ đâu. Em là đứa con gái, thân phận hèn mọn, nhưng nếu cậu không chê em, em sẽ lấy thân mình đền đáp ơn nghĩa của cậu. Đêm qua tôi với cô... Cậu Tư, chuyện đêm qua là do em tự nguyện, chứ cậu không có lỗi gì hết. Là do cậu đã giúp em quá nhiều, mà em không biết lấy gì để trả hết ơn của cậu, cho nên em sẽ đi thật xa khỏi nơi đây. Đời này kiếp này có khi sẽ không gặp lại cậu đâu. Chắc chắn sẽ không gặp lại cậu nữa. Cho nên chuyện hôm nay cậu cũng đừng có áy náy làm chi hết. Thôi, cậu ở lại, em đi đây. Thật không ngờ đứa con trong bụng của nụ lại là của em. Nhưng lúc cô ấy bị hành hạ, tại sao em lại dửng dưng không đứng ra thú nhận hả? Nếu lúc đó tôi đứng ra thú nhận thì có phải là tôi sẽ bị chôn sống cùng với cổ hay không? Anh và mọi người có tha thứ cho tôi không? Chắc chắn là không. Nếu vậy, nụ cứ khai cho mọi người biết tôi chính là cha của đứa bé mà nụ đang mang trong người đi. Rồi hậu quả muốn ra sao thì ra,
Mất quá thì tôi sẽ đánh một trận, thử sống thiếu chết. Vì tôi là bại hoại thanh danh dòng họ, rồi mẹ con tôi sẽ bị họ tống ra khỏi nhà, sống cùng bơ cùng mất. Cậu Tư à, cậu đừng nói như vậy. Cậu càng nói em càng cảm thấy mình có lỗi với cậu và bà Tư. Thì tôi cũng đáng tội mà nụ. Tôi làm thì tôi phải gánh chịu, tôi phải đứng ra nhận lãnh. Cho dù là hậu quả có khủng khiếp như thế nào, tôi cũng sẽ cam chịu. Tôi không thể nào để cho nụ bị người ta hành hạ nhục mạ, mà tôi không thể nào lên tiếng được. Tôi sẽ đổi hết tất cả, phần gia sản, thân thế là con Tư, của nhà họ Trương, để cùng nụ vượt qua sóng gió này. Chỉ tội cho má tôi, chắc là bà ấy sẽ buồn lắm. Tôi thật là tệ, chỉ muốn đền đáp cái ơn của cậu, mà tôi không ngờ thành ra lại hại cậu. Cậu Tư, cậu không cần vì tôi mà hy sinh như vậy. Cậu không thể vì tôi mà mất hết tất cả như vậy được. Nhưng nếu tôi không đứng ra chịu nhận cha của đứa bé trong bụng của nụ, thì nụ sẽ ra sao đây? Họ sẽ không để cho nụ yên đâu. Tôi cũng không biết phải làm sao. Nhưng nếu để cậu vì tôi mà dướng phải rắc rối, thì tôi thà chịu khổ một mình. Nụ à, tôi nhất quyết sẽ tìm cách đi lo cho nụ. Nhưng mà trước mắt á, mình phải lo cho ngày mai đã. Họ sẽ dùng mọi cách để tra khảo ai đã làm cho nụ ra nông nổi như thế này. Anh ba tôi á, thì muốn nụ khai ra thằng đen chính là người đã làm hại nụ. Sao lại vu khống cho anh đen được chứ? Thì phải có cái tên, rồi anh ba sẽ tìm cách cứu nụ. Nếu không khai thì nụ sẽ bị đòn, rồi bị tra khảo. Tôi sợ là nụ không chịu nổi, tôi lo cho nụ lắm. Ta xem lại bắt cóc nụ, rồi ra tay sát hại cổ chứ. Lúc đó cũng vì bất đắc dĩ mà thôi, chứ tôi nào muốn. Cổ chết là do Ái Nhi. Cô ta xuất hiện và nhận chị em với nụ. Tôi sợ tình chị em sẽ làm cho nụ mềm lòng và không giữ lời hứa, giữ kín thân phận của tôi. Cho nên tôi đành phải bắt cổ đưa đi chỗ khác. Tại sao em lại giết cổ? Nụ đang mang giọt máu của em kia mà. Tôi không muốn, tôi không hề muốn giết cổ. Nhưng mà chính cô ấy đã ép tôi. Nụ,
Nú à, Nú, Nú ơi, Nú có sao không? Nè, cô định đi đâu hả? Cô định đi đâu? Cô định giả gì gặp Ái Nhi để nói hết mọi chuyện hay sao? Cậu Tư, xin hãy cho tôi ra khỏi nơi đây đi. Tôi xin cậu đó, cậu đừng đối xử với tôi như vậy mà. Cậu không còn là cậu Tư mà tôi biết ngày trước nữa. Tôi ghê sợ cậu. Tôi sẽ nói cho Ái Nhi biết hết tất cả về cậu. Cô dám làm vậy hả? Nếu mà cô nói ra tất cả mọi thứ là coi như là cô đã triệt luôn đường sống của tôi rồi. Cô biết không, mấy người trong nhà đó mà biết chuyện này chắc chắn sẽ đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Lúc đó sẽ chiếm hết phần gia sản của mẹ con tôi. Cô làm như vậy chẳng khác gì giết chết mẹ con tôi, cô biết không hả? Tôi xin nụ mà, Nụ đừng có về đó được không? Cậu làm tôi đau. Tôi xin nụ mà. Cậu làm tôi đau. Buông ra đi. Đừng có la mà. Đừng có nói gì hết. Không được nói gì cho Ái Nhi biết mà. Nụ thương tôi, thương thá tôi. Không được nói ra gì hết, có biết không? Tiền đồ tôi sẽ chấm dứt hết khi mà mọi người biết được sự thật đây. Tôi có biết không hả? Tôi gian nụ, tôi xin nụ. Nụ phải im lặng mãi mãi. Nụ phải im lặng mãi mãi. Không được nói ra, nụ phải nghe lời tôi. Không được nói ra, không được nói ra. Nụ phải nghe lời tôi, rõ chưa? Rõ chưa? Không được nói ra, không được nói, vẫn nghe chưa? Nụ phải im lặng, không được nói ra. Im lặng. Nụ giỏi lắm, nụ ngoan lắm. Nụ hãy nghe lời tôi, nụ đừng có la gì hết. Đừng có la nha, tôi sẽ buông ra. Tôi sẽ buông tay ra. Hả? Nụ đừng có la nha. Shhh, im lặng. Đừng có la nha. Hả? Im lặng đi. Shhh, hết rồi, hết rồi. Anh không ngờ em tàn nhẫn quá Phúc Điên. Tàn nhẫn lắm. Tội của em trời không dung đất không tha. Tại sao em có thể làm chuyện tày trời như vậy chứ? Nếu tôi không làm như vậy thì mọi việc lỡ dở ra thì sao? Tôi sẽ không còn đường lui nữa. Tôi hết cách rồi. Anh có biết là tôi không thể nào ngủ được không? Sau khi nụ chết, ánh mắt của cô ấy cứ nhìn tôi chòng chọc, như trách hờn quán giận, làm tôi có đêm nào ngủ ngon giấc đâu. Anh nghĩ tôi sung sướng lắm sao? Trách móc gì ai, tất cả cũng là do em gây ra. Em hãy thức tỉnh đi và dừng lại trước khi quá muộn. Anh không muốn em trượt dài trong tội lỗi của mình. Phúc Điền, em hãy nghe lời anh, hãy tự sám hối và đi đầu thú đi. Anh,
Em không thể làm kẻ yếu hèn, lúc nào cũng chạy lon ton theo chân anh như ngày xưa. Em không thể nào sống như một kẻ ương hèn nhút nhát, lúc nào cũng cúi mặt chứ không bao giờ dám ngẩng cao đầu để nhìn thiên hạ. Không, em không muốn trở lại những ngày tháng đó. Em à, điều quan trọng lúc này là anh em ta phải chung tay giữ gìn gia sản mà cha đã để lại. Anh và em cùng chung quyết thống thì phải biết yêu thương nhau và đùm bọc nhau để cùng vượt qua những biến cố của Trương gia. Em à, em hãy làm theo những sự sắp xếp của anh. Anh im đi, tôi không muốn. Trong đời của tôi ghét nhất là câu này. Tôi không sống theo sự sắp xếp của ai nữa. Không có anh, tôi vẫn làm được mọi thứ. Tôi sẽ chứng tỏ cho cha thấy tôi chính là đứa con trai của nhà họ Trương mà ông đáng tự hào. Tôi sẽ không để cho mọi người khinh thường mẹ con tôi nữa. Còn anh, anh lên đường vui vẻ. Phúc Điền, em phải nghe lời anh nói, đừng có u mê làm những điều sai lầm nữa. Phúc Điền, Phúc Điền, má à, má có nhận ra con không? Con là Phúc Điền nè. Hay là má chỉ nhận ra con trong đêm hôm đó, cái đêm mà con làm cho má hoảng sợ? Không được nói, bạn phải câm lặng, không được nói bất cứ điều gì.
cô ta còn phải thay tôi làm nhiều việc trong căn nhà này, biết không hả? Má thì không đắc tội gì với con, nhưng vì má đã biết được sự thật âm mưu trả thù của cô ta, cho nên con phải ra tay. Không muốn má phải làm lộ thân phận của cô ấy. Con đang muốn mượn cô ấy để trả thù cái nhà này. Tại sao má lại cản con chứ? Má thiệt là nhiều chuyện không đúng chỗ. Bây giờ cô ta muốn má nhớ lại chuyện cũ, để cô ta xác định được mọi việc và thủ phạm. Má lại không may mắn rồi. Con đành phải ra tay lần nữa, để cho má câm miệng vĩnh viễn. Má đừng giận con nha má. Tao sẽ dạy cho nó một bài học để nhớ đời. Từ rày nó sẽ không còn dám lên mặt với tao nữa. Nè, mày nói là có chuyện gì lạ cho tao xem mà. Sao đi qua mà không thấy gì hết trơn vậy? Có chuyện gì không? Nè, mày làm gì vậy? Nè, mày làm phá tao hả? Đi tao đó. Thì ra là anh Son hai. Anh sai tụi nó dụ tôi ra đây sao? Tụi bay. Mày biết thì đã quá muộn rồi. Anh muốn làm gì tôi? Tao là anh hai của mày, nên muốn dạy dỗ thằng em Út được không? Anh nên nhớ, hiện nay tôi là chủ của Trương gia. Mày tưởng như vậy là ngon lành rồi sao? Mày tưởng thằng ba bị giam trong đề lao thì ngoài đây mày có thể lên mặt với tao được sao? Nếu như bây giờ mày bị quăng xuống vực mất tích, chắc chắn tao sẽ là người thừa kế và làm chủ nhà họ Trương, chứ không ai vào đây được. Anh dám làm chuyện đó sao? Anh nên nhớ, nếu tôi mà không quay về là sẽ có chuyện lớn đó. Từ lúc nào mà mày quan trọng như vậy hả Phúc Điện? Từ lâu trong cái nhà này mày chỉ là một con chó đi theo đuôi của thằng ba thôi. Nay nó bị giam cầm và sắp bị lưu đày thì mày ở đây chỉ làm vướng tay vướng chân tao mà thôi. Bất quá thì người ta sẽ tìm thấy xác của mày thì coi như là mày bị cướp của giết người rồi vứt xác ở trong rừng, vậy là xong rồi. Anh là đồ thổ đấy mà anh dám làm chuyện tày trời này sao? Sao không? Mày quá khinh thường tao rồi.
Mày sắp chết tới nơi rồi mà vẫn lên mặt được sao? Tụi bay, dạ, đứt xác nó xuống vực. Nhớ không được để lại dấu vết. Dạ. Mày đứng cái gì? Mày sắp chết tới nơi rồi mày bị điên hả? Tôi cười gì? Vì anh quá ngây thơ. Mày đâu? Dạ, dạ, dạ. Tụi mày làm cái gì vậy? Buông ra coi. Tụi mày. Anh tưởng anh còn là cậu hai của nhà họ Trương này sao? Anh tưởng là anh có thể sai khiến được tụi tay sai này sao? Anh thiệt là không biết thức thời. Chết tới nơi mà còn ngây ngô như vậy sao hả anh hai? Tụi bay dám phản tao sao? Tao đã nuôi tụi bay đó mà tụi bay phản tao sao? Đồ chó! Buông tao ra! Chó cũng biết thức thời đó anh hai. Nó biết ai thực sự là chủ của nhà họ Trương, cho nên nó quẩy đuôi theo tôi. Thì ra là tụi bay phản tao hả? Anh muốn nhờ tụi nó để lừa tôi vào bẫy sao? Anh dám lừa thằng Tư này sao? Hả? Mày làm cái gì vậy? Anh là anh lớn, sao mà anh ngu quá vậy? Anh ngu thì tôi phải dạy anh để cho anh sáng mắt ra. Má hai thiệt là xấu hổ khi có một đứa con giống như anh đó. Tôi cho anh biết, má hai cũng không phải tự dưng bị như vậy đâu, là do tôi giúp má hai đó. Má ơi, kẻ thù ác không những đánh anh hai gây thương tích mà còn... Còn gì nữa? Nói mau, nói cho má nghe mau lên. Nó còn ra tay thiến anh hai một cách tàn bạo. Nó có chủ đích là muốn cậu hai nhà họ Trương này á không có được nói dỗi dòng giống. Má hai. Má, cứu má tớ. Làm ơn, làm ơn. Tớ, cứu má. Má ơi, má ơi, má có sao không má ơi? Cứu, cứu, gia nhân đâu? Má hai ơi, tỉnh lại má hai ơi. Thì ra là mày hả? Mày đã cố tình nổi ra và bỏ mặt má tao té xuống đất. Nếu như mày cứu má tao thì má tao đâu có bị tàn phế như vậy. Đồ chó, tao giết mày. Rồi bây giờ anh muốn làm gì tôi hả? Anh cứ đánh tôi, chửi tôi cho hả dạ đi. Hay là cầm cây này nè, đánh tôi đi cho hả dạ anh. Hay là anh muốn giết tôi để trả thù cho má hai? Anh là đồ hiền, từ nhỏ anh chỉ biết ăn chơi quậy phá chứ đâu có biết làm cái gì ra hồn. Đối với anh ba, anh còn đấu không lại thì làm gì có cửa đấu với tôi hả? Tôi kêu anh ký giấy bàn giao tài sản cho tôi mà anh không chịu ký, vậy thì tay của anh để làm cái gì nữa? Tụi bay đâu? Dạ. Xòe tay hắn ra. Buông tao ra. Buông tao ra. Tao không ký nó đồng cho. Vậy thì tôi sẽ đập nát tay anh. Tao ký. Tao ký. Tao ký.
Tôi có làm gì đâu mà anh sợ dữ vậy hả? Hả? Tôi cho anh biết, anh không cần phải ký nữa. Chỉ cần anh chết thì tôi sẽ thừa hưởng tất cả phần gia sản của anh. Hồi nãy anh muốn tôi chết mất xác với Diệt Son để anh làm chủ của Trương gia này đúng không? Vậy thì bây giờ tôi cũng muốn y chang như anh vậy. Tụi bay đâu? Dạ. Đem cậu hai dứt xuống vực sâu. Nhanh lên. Dạ. Từ ơi, anh chờ chờ anh lão tà cho anh đi từ. Tà cho anh đi anh lại rồi, Từ ơi. Từ ơi. Rồi cậu hai ra. Đừng có giết anh, tà cho anh đi mà. Anh về lỗi rồi. Bây giờ em muốn anh làm cái gì anh cũng làm theo hết. Chỉ cần em tha mạng cho anh thôi. Má ai thì đang nằm liệt giường, anh thì bị hoạn không thể nhìn con. Anh đã thảm lắm rồi, đừng có giết anh mà mất tiền. Anh xin em. Anh biết sợ rồi sao? Anh lại rồi, anh gian trình mày. Anh sẽ không dám nhận nhận mày nữa đâu. Ta cho cái bằng quyền của anh đi mà. Bao nhiêu năm qua mấy người đã chà đập chửi mắng ức hiếp má con tôi, sao lúc đó má con anh không nương tay và không nghĩ đến ngày này chứ? Tôi đã chịu biết bao nhiêu đòn roi vậy anh có biết không? Có biết không? Anh xin lỗi. Tôi đã ôm biết bao nhiêu bức nghẹn trong lòng vì cái thối ngang tàn của anh. Anh không biết không hả anh hai? Anh biết lỗi rồi, muốn điện thôi. Tha cho anh đi mà. Anh biết là anh không nói sự tốt với em. Em đại nhân đại lượng chỉ cho anh đi. Từ nay em kêu cái gì làm cái đó, em nói gì anh cũng làm. Anh xin để em cho ba con anh sống yên ổn ở trong nhà đi. Lại em. Mấy người có nghĩ đến lúc này hay không? Tại sao mấy người ác quá vậy? Tại sao mấy người ác quá vậy? Anh đập đầu tạ lỗi với mày, tha cho anh đi. Tha cho cái bằng quyền của anh đi mà. Anh hèn quá anh hai. Anh không xứng đáng làm người của Trương gia và không xứng đáng làm chồng của chị hai. Chị ấy chết là vì anh. Anh đã mù quáng giết chết đứa con của mình khi nó còn đang nằm trong bụng mẹ. Vì anh mà chị ấy đã quyên sinh. Nhưng mà anh cũng biết là đến phút cuối chị ấy đã không đủ can đảm. Bởi vậy cho nên tôi đã giúp cho chị ấy một tay. Thank you.
Chị hai, chị phải chết. Chị phải chết thì má con họ mới bị trừng phạt. Chị nên oán trách họ là vì do chị xấu số, đã làm vợ, làm dâu của kẻ xấu xa. Trương Liên chết là do mày sao thằng khốn? Tại sao mày giết cô ấy? Cô có làm gì đắc tội với mày đâu? Thằng khốn hiền lắm mà. Vì nếu như chị sống thì không đúng với những gì tôi đã sắp đặt. Chị ấy phải chết thì mới đúng với trình tự mà tôi đã tính toán. Sao mày ăn có gì thử? Ai đã làm mày thay đổi như vậy? Chính anh! Anh sống ác quá, cho nên tôi thay trời hành đạo. Trên trời đất tuyệt đường sống của anh! Anh nghĩ đi, ai đã nói với ông thông gia về cái chết tức tưởi của chị hai để ông ta đi kiện cáo anh? Là tôi luôn đó. Nhưng mà tôi chỉ mượn cái thức của ổng để mà tra tay với anh thôi. Để anh nghĩ là chính ông ta là kẻ tra tay khiến cho anh tuyệt tự. Nhưng anh đâu có ngờ chính là tôi làm đó. Chính là thằng Tư này làm đó. Không cần ai hết, thằng Tư đi được. Nào anh tuyệt tự tuyệt tôn thì coi như anh không còn hống hách gan tàn, và má hai cũng sẽ không còn ăn to nói lớn ức hiếp má con tôi nữa. Tôi chỉ thay trời hành đạo thôi. Tôi nói cho anh biết, mạng của anh tôi muốn lấy lúc nào cũng được. Anh còn dám khinh khi tôi nữa không hả? Hả? Mày điên rồi Tư ơi. Nhưng chuyện như vậy mà mày cũng dám làm sao? Bây giờ giết anh tôi cũng chẳng được gì, cho nên tôi không làm cho bẩn tay. Tôi muốn anh phải sống trong những ngày tháng tủi nhục đớn hèn, để anh thấm dần nỗi đau. Và tôi cũng cảnh cáo anh, nếu anh có ý định kiện tôi ra quan là tôi hại má anh và vợ anh, thì anh hãy bỏ ngay cái ý định đó trong đầu đi. Công đường và quan huyện chỉ sinh ra cho những kẻ có tiền. Tôi chỉ sợ là anh mới vừa hó hé là sẽ không giữ được cái lưỡi trong miệng của anh đâu. Tôi nói là tôi sẽ làm. Thằng Tư này nói là sẽ làm đó. Anh nhớ đó. Còn bây giờ thì anh cút đi, đừng để tôi thấy anh trước mặt của tôi. Biến khỏi khúc mắt tôi đi. Nhanh lên, đưa đi. Biến đi. Biến đi. Nhanh lên. Mày đi rồi Tư ơi. Mày đi qua rồi.
Mày điên điên rồi tôi. Mày điên quá rồi. Mày điên quá rồi. Dạ con mời bà Năm uống thuốc. Ai Nhi? Chú Tư, cửa phòng khóa rồi, tại sao chú vào đây được chứ? Nhà này bây giờ là của tôi muốn vô đâu chả được. Nhưng đây là phòng riêng của chị dâu của chú đó. Đừng có mang cái ngôi thứ chị dâu ra mà nói chuyện với tôi. Trước mặt tôi bây giờ là Ai Nhi tiểu thơ, là tri kỷ của Phúc Điền này đây, không phải là chị dâu em chồng gì cả. Chú đừng có lộng ngôn ở đây, chú mau ra khỏi phòng ngay lập tức. Trước đây nàng chỉ chê ta là một đứa hèn nhát, nhất chỉ nghe theo sự sắp xếp của anh trai ta. Bây giờ thì khác rồi, ta đã chứng tỏ cho nàng thấy ta không phải là kẻ vô dụng. Bây giờ quyền hành trong gia đình này đã thuộc về tay của ta. Ta chính là người tài giỏi nhất trong ba anh em nhà họ Trương, và ta là chủ của căn nhà này. Điều đó thì có liên quan gì đến tôi? Nếu chú tài giỏi thật sự thì không cần phải đứng đây quanh quang. Ta làm như vậy để cho nàng thấy ta xứng đáng với tình cảm của nàng. Ai Nhi, chú bị mất trí rồi hay sao? Cớ chi chú lại thốt lên những lời như vậy chứ? Chú có biết thế nào là luân thường đạo lý hay không? Ta không muốn nghe hai chữ đạo lý đó. Chẳng phải trước đây chúng ta đã trao lời hẹn ước với nhau hay sao? Chẳng phải trước đây nàng chờ ta quay lại để ngỏ ý cầu hôn với nàng hay sao? Chuyện đó đã là quá khứ rồi. Bây giờ tôi đã là chị dâu của chú, chú nhắc lại không thấy ngượng miệng sao? Cuộc hôn nhân
quanh ba ta với nàng chỉ là sự ép uổng, là miễn cưỡng mà thôi. Nàng không hề yêu anh ba của ta, bởi vì chỉ có Phúc Điền có trong lòng nàng thôi. Ta là chủ nhân trong lòng nàng. Khi nào ta có tất cả thì điều ta muốn làm trước tiên đó chính là muốn nói là tình xưa với nàng. Nàng ái nhi tiểu thơ của ta. Bây giờ ta có thể mang lại hạnh phúc cho nàng, mang lại danh dự cho nàng mà không phải miễn cưỡng. Ai nhi, tôi nghĩ là bây giờ chú nên ra khỏi phòng để giữ chút lòng tự trọng của mình. Sao nàng cứ phải chối đẩy tình cảm ngày xưa của ta vậy? Tại sao nàng không nói những lời thật lòng từ đáy lòng mình? Ta biết ngày trước ta đã có lỗi, ta đã quá vô tâm, không đủ dũng khí đứng ra bảo vệ tình cảm của mình. Nhưng mà nàng hãy quên hết tất cả chuyện cũ đi, hãy tha thứ lỗi cho ta. Ta hứa từ nay ta sẽ bù đắp hết tất cả những sự đau khổ tủi nhục mà nàng phải chịu đựng. Chú dừng lại, nếu không tôi không khách sáo đâu. Bây giờ không có gì có thể ngăn cản được Phúc Điền này, và nàng phải thuộc về ta ái nhi à. Dừng tay lại. Chú, chú mà không dừng lại tôi không khách sáo đâu. Có ai không? Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy hả ái nhi? Chẳng lẽ nàng không thể tha thứ cho ta sao? Chẳng lẽ chúng ta không thể trở lại như xưa được sao? Ta nhớ lắm, ta nhớ lắm những gì mà nàng đã dành cho ta lúc trước. Từng lời nói và cử chỉ của nàng rất dịu dàng và trìu mến. Tại sao, tại sao bây giờ nàng lại lạnh lùng và ở khổ ta như vậy? Vì ai thì chú phải tự hiểu chứ. Vì ta đã làm tất cả là vì ai? Tất cả là vì nàng. Vì nàng mà ta đã gây ra biết bao nhiêu là chuyện. Tại sao bây giờ nàng lại nói những lời vô tâm với ta như vậy? Những điều chú làm là vì bản thân của chú, vì chú muốn làm chủ căn nhà này, vì muốn chứng tỏ bản lĩnh, cho nên chú đã bất chấp thủ đoạn. Chú sai rồi, đã sai là càng thêm sai. Chú hãy hồi tâm, ngừng ngay những hành động bất nhân bất nghĩa của mình đi. Nàng đừng có dạy đời ta. Phúc Điền bây giờ không giống như ngày xưa nữa, và không ai có thể đè đầu cưỡi cổ ta, không ai có thể lên mặt dạy đời ta. Ta nhất quyết làm cho nàng tâm phục khẩu phục, một lòng một dạ về với ta. Chuyện gì vậy Nhai? Bà Năm bị sao vậy? Dạ con không biết sao á. Đêm qua ở trong phòng bà Năm có rất là nhiều rắn, bà sợ quá nên sáng giờ dễ bị hoảng loạn đó mợ. Rắn hả? Dạ. Có điều này không biết là con có nên nói với mợ hay không. Chuyện gì? Dạ hôm qua con thấy cậu Tư vào thăm bà Năm, không biết cậu Tư nói gì mà bà Năm có vẻ rất sợ sệt. Thôi được rồi, mau kêu thầy nhanh lên. Dạ. Rắn, rắn, tôi sợ lắm. Làm ơn bắt rắn đi đi. Sao không ai bắt rắn đi hết vậy? Cô bắt rắn đi đi. Nó kìa, nó bò lúc nhúc ghê lắm. Đây đang bò lại tôi kìa. Cô bắt nó đi đi. Bắt nó đi. Phải chăng đây là do hắn làm ra? Thật là thâm độc.
Như vậy con đã làm hại má rồi. Bắt đi, bắt đi, rắn nhiều lắm. Bắt rắn đi đi, bắt rắn đi. Má, 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 đâu có rắn nào đâu. Má đừng sợ, đâu có rắn đâu. Má, má nhìn con nè, má nhìn con đi. Má hãy tin con, không có rắn, không có rắn. Rắn nhiều lắm. Không có rắn đâu má, má yên tâm đi, có con ở đây mà. Tôi sợ rắn lắm, tôi sợ rắn lắm. Dạ bà Tư. Bà Năm con đỡ chưa? Dạ con đã cho bà uống thuốc và bà đã ngủ say. Ừ. Chỉ có ngủ thì bà mới bớt sợ thôi à. Ừ. Ngộ thiệt chứ. Sao tự dưng lại có rắn vô trong phòng của bà Năm? Con nghĩ á, ai đó cố tình thả vô. Chứ đâu ra mà rắn trong phòng quá trời hả bà? Nhưng ai mà làm chuyện ác ôn như vậy chứ? Chắc là kẻ sợ bà Năm tỉnh trí sẽ nhận diện được bộ mặt thật của mình đó bà Tư. Nhài à, bộ con biết chuyện gì rồi sao? Dạ, dạ, con không biết gì hết. Con nghĩ sao con nói vậy thôi à. Nhưng hôm qua có ai vô thăm bà Năm không? Dạ, có, có cậu Tư à. Thôi được rồi, con đi ra đi. Dạ. Má Tư, có chuyện gì vậy? Tại sao má lại khóc? À Nhi, nói cho má biết những gì xảy ra gần đây. Có phải do thằng Tư làm không con? Chuyện rắn bò vô phòng của má Năm, có phải là do nó không? Sao nó lại làm như vậy? Nó là thủ phạm khiến cho má Năm điên loạn hay sao? Tại sao nó lại làm như vậy chứ? Má à, bình tĩnh nghe con hỏi nè. Má có gì giấu con đúng không? Nếu như má còn bao che thì chú Tư sẽ gây thêm tội lỗi tày trời, và sẽ còn nhiều nạn nhân nối tiếp nữa đó. Ai Nhi, má có lỗi với con. Má cũng vì lo cho thằng Tư mà má đã nói láo với con một chuyện. Chắc là má muốn nói tới cái nanh heo hôm bữa. Việc đó con đã biết rồi. Vậy con còn biết chuyện gì nữa? Con nói cho má nghe đi. Chuyện của chị Nụ cũng có liên quan đến chú Tư đó má à. Trời ơi, không lẽ thằng Tư lại dính líu tới cái thai của con Nụ sao con? Người bắt cóc con Nụ, chẳng lẽ cũng là nó hay sao? Tại sao nó lại có gan ra tay độc ác như vậy hả? Má cứ suy nghĩ hoài, không biết căn do nào mà nó thay đổi như vậy. Nhưng mà giữa nó và con Nụ có thù oán gì mà nó lại ra tay như vậy hả con? Dạ không những vậy mà hắn còn giết cả chị ấy. Cái gì? Chắc gì không muốn bại lộ thân phận. Con nói cái gì? Trời ơi, trời ơi, con của tôi. Sao con dám làm việc tày trời như vậy hả? Ai Nhi à, con còn biết tường tận chuyện gì nữa? Con nói cho má biết đi. Còn một việc con cũng thấy nghi ngờ. Là việc gì hả con? Là can dự tới thằng Tư nữa hay sao? Những biến cố trong nhà này tất cả là do Phúc Điền ném đá giấu tay.
Vậy giờ chuyện của Ma Năm? Không, không đâu, không thể nào. Nói với Ma Năm đâu có thù oán gì đâu, sao nó lại hại Ma Năm như vậy chứ? Dì muốn bảo vệ cho con. Trước khi Ma Năm bị hành hung thì Ma Năm đã lật tẩy và muốn tố giác con với mọi người. Con nói cái gì? Con càng nói má càng thấy rối rắm, má không hiểu gì hết. Cái gì mà bảo vệ con, cái gì mà tố giác con? Con hay là có phải con không tin má đúng không? Cho dù Phúc Điền là con trai của má, nhưng nếu nó làm quấy, má cũng sẽ không binh vực cho nó. Má muốn ngăn cản nó để nó đừng gây thêm tội ác nữa. Con à, con biết gì con kể cho má nghe đi. Con hãy giúp má, con hãy giúp thằng Tư đi Ái Nhi à. Má, má bình tĩnh nghe con nói nè. Thực ra con là em ruột của chị Nụ. Con và chị Nụ là hai chị em loạn lạc từ lúc nhỏ. Con thì được người giàu mua về làm con gái nuôi, còn chị Nụ thì bước chân vào địa ngục trần gian, là Trương gia này. Tìm ai? Dạ, con tìm tiểu thư Ái Nhi ạ. À, là mợ ba đó hả? Dạ. Cô là gì của mợ ba? Dạ, con á là hầu gái của mợ ba. Cô đợi một chút. Dạ. Tiểu thư ngồi đi. Ừ. Sen à? Dạ. Ta nhớ em lắm. Bao lâu rồi em và ta không gặp nhau. Tiểu thơ, em cũng nhớ tiểu thơ lắm á. Từ lúc á tiểu thơ theo chồng qua bên này, em ngày nào cũng mong gặp lại tiểu thơ. Tiểu thơ, tiểu thơ có khỏe không? Tiểu thơ sống có hạnh phúc không? Tiểu thơ. Thật không ngờ tiểu thơ phải trải qua nhiều chuyện đau buồn như vậy. Hèn chi á, sau khi lấy chồng, tiểu thơ không bao giờ về thăm lão gia. Nơi đó không còn là nhà của ta nữa rồi. Tiểu thơ, tiểu thơ đừng buồn nữa. Phải chi á, em được theo hầu để cùng san sẻ với tiểu thơ thì hay biết mấy. Có chuyện này ta muốn nhờ em giúp. Đây là chuyện hệ trọng, em phải lắng nghe lời ta dặn. Hãy mang lá thư đến làng Mộc gặp thầy nhân giúp ta. Dạ, tiểu thư đã nhờ em, em sẽ làm thật là nhanh và gọn lẹ. Em nhớ, đây là việc cứu mạng, phải thật cẩn thận, đừng có lơ là. Ngồi đây, chờ tao soạn thư cho thầy nha. Dạ. Quyển thủ dạ kê ti thần. Quyển thủ dạ kê ti thần. Cậu bất học hạt vi nhân. Cậu bất học hạt vi nhân.
Tam Thổ Ti Phong Nhưỡng Mật. Tam Thổ Ti Phong Nhưỡng Mật. Dạ chào thầy. Trong thư tiểu thơ của con không ghi rõ, nhưng ta cũng đoán được phần nào sự việc. Thầy ơi, thầy có cách nào giúp tiểu thơ con không thầy? Được rồi, ta sẽ đến nhà họ Trương một chuyến xem sao. Dạ. Má à, con nấu cháo cho má, mang cho lại sức nha má. Má không ăn đâu, con mang ra ngoài đi. Má à, má phải ăn thì mới có sức để còn lo cho con trai má nữa. Má thì lo được gì chứ, ngoài việc chỉ ngồi đây mà khóc than. Má, có việc này con muốn nói cho má biết, nhưng má phải hết sức bình tĩnh nha. Có chuyện gì vậy con? Thằng ba lại xảy ra chuyện gì hả con? Không phải, mà đó là chú Tư. Thằng Tư thế nào? Con nghi ngờ chuyện xảy ra lần này có sự sắp đặt của chú Tư. Cái gì? Thằng Tư nó muốn hại thằng ba thiệt sao con? Sao nó lại làm vậy? Má đừng có la lớn. Con chưa dám khẳng định chắc chắn, chỉ là nghi ngờ thôi. Trời ơi, nhà này đến hồi mạt giận rồi hay sao mà anh em lại tương tàn như vậy chứ? Má à, việc trước mắt là phải lo cho chồng con ra khỏi đề lao. Nếu ảnh quay về thì mọi việc sẽ tốt thôi. Đúng rồi con, nếu mà có nó thì mọi việc sẽ đâu vào đó. Nhưng mà làm sao nó về được chứ, trong khi Quang đã nói như vậy rồi hả con? Con đã có cách, nhưng mà má phải chịu khổ một chút nha. Giờ má phải làm sao? Má phải giả chết. Khi thần mẫu chết thì dù có trọng tội thì vẫn có thể về nhà chịu tang 3 ngày. Ý con nói là má phải chết sao? Má chỉ giả chết thôi. Ta phải tận dụng thời cơ lúc này, chứ để có lệnh lưu đày thì không thể xoay sở kịp. Má phải giả chết sao con? Nhưng rồi, rồi liệu có qua mặt được mọi người không con? Còn có cách, má chỉ cần uống một loại thuốc thì sẽ hôn mê trong mấy canh giờ thôi. Ngờ có sao không vậy con? Có sao không? Cái này chỉ là để đối phó thôi má. Má, con sẽ không để má gặp nguy hiểm tới tính mạng đâu. Má đừng có lo nha, má nhất định phải tin con. Má ba, má ba, má ba ơi, con Ái Nhi nè má ba ơi. Má ba ơi, má ba, má ba ơi, mở cửa cho con má ba ơi. Người đâu, người đâu, có ai không? Má ba ơi, má ba, mở cửa cho con đi má ba ơi. Dạ mợ ba, có chuyện gì vậy mợ ba? Tôi gọi nãy giờ mà má ba không mở cửa gì hết á. Dạ để con. Mợ ba, bà ba sao vậy? Sao chị làm chuyện dại dột như vậy hả? Ba ơi, sao má như vậy? Chị ba ơi, tại sao chị lại quyên sinh chứ? Chị ba ơi,
tiền rồi mà ba còn chết rồi. Tại sao má ba lại ra đi đột ngột như vậy? Má ba còn nguyên sinh, mọi người vô tới thì đã trễ rồi. Ai đã phát hiện cho má ba? Là chị ba con. Chắc là má ba còn buồn chuyện anh ba con nên mới nghĩ quẩn, nên mới quyên sinh đó con à. Tại sao má ba lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Không có mặt anh ba con ở nhà, con hãy thay mặt anh ba con mà lo hậu sự cho má ba con chu đáo nhé ông Phúc Điền. Con biết rồi má, con sẽ đứng ra lo cho má ba được mộ yên mã đẹp. Má yên tâm đi. Chú Tư à, tôi nghĩ là mình nên xin quan xin phép cho anh ba chú về lễ tang má ba cho trọn đạo làm con. Cho dù là trọng tội, nhưng mà khi thân mẫu chết, không lẽ là quan quyền không ban ân xá cho về nhà làm trọn đạo hiếu? Luật lệ thì cũng phải có tình người thì mới hợp lòng dân chứ. Chị ba con nói đúng đó con, nghĩa tử là nghĩa tận, không lẽ quan quyền lại không thấu hiểu lý lẽ này hay sao? Hay là A Nhi à, con lên nhà môn nói lẽ phải để chồng con được về thọ tang má con đi. Mọi chuyện ở nhà để má với thằng Tư lo được rồi. Thằng ba mà không về, chắc má bà con chết không yên tâm, sẽ không ra đi thanh thản đâu con à. Chú Tư, nếu chú không dám á, thì để tôi lên nha môn xin với quan quyện được không? Dạ đại quan. Chẳng hay mợ ba nhà họ Trương đến đây có việc gì? Dạ, tôi đến đây thỉnh cầu ngài một chuyện. Số là gia đình nhà họ Trương đang có tang chế, thần mẫu của chồng tôi vừa mới lìa trần, cúi xin ngài gia ân cho chồng tôi được về thọ tang. Sau khi lo hậu sự cho má, nhất định sẽ quay về tiếp tục chịu án. Thành thật chia buồn cùng nhà họ Trương, nhưng chuyện mà cô thỉnh cầu e là khó đó. Bởi vì Trung Điền là tội nhân, đang sắp đưa đi lưu đài, làm sao có thể tùy tiện thả ra được. Nếu lỡ hắn ta trốn thoát thì bổn quan đây sẽ mắc trọng tội với triều đình. Theo hình luật triều đình, kẻ trọng tội nhưng nếu có tang chế thì vẫn được phép quay về cố hương để chịu tang mà. Nếu ngài ngăn cấm, e rằng đã làm trái những điều hình luật đã có. Như vậy vừa trái luật lại không hợp với đạo lý làm người. Ngài là quan phụ mẫu chi dân, cũng có gia đình, và ngài cũng hiểu đạo lý làm con mà. Mong ngài hãy thấu hiểu và quyết định sáng suốt chuyện này. Cả nhà đang chờ Trung Điền về để nhìn mặt má lần cuối trước khi an táng. Thôi được rồi, cô cứ về đi, ta sẽ cân nhắc lại chuyện này. Mong rằng ngài hãy chấp pháp theo đúng luật. Mở cửa cho hắn ra. Dạ.
Ái Nhi, sao mình ở đây vậy? Chuyện dài dòng lắm, vừa đi em sẽ vừa kể cho mình. Đi nhanh kẻo không kịp. Đi. Ha ha ha.